Sau khi đã làm lễ tái tổ tại đền Hạ xong thì quý khách sẽ tiếp tục hành hương sang chùa Thiên Quang ở ngay phía bên phải của đền Hạ. Và đền là nơi để thờ thánh thì chùa chính là nơi để thờ Phật. Và nơi mà chúng ta đang dừng chân ở đây chính là ngôi chùa Thiên Quang, ngôi chùa duy nhất tại khu vực núi Hùng. Chùa thì còn có tên là Viễn Sơn Cổ Tự. Đến thế kỷ 15 thì chùa đã được đổi tên thành Thiên Quang Thiền Tự, có nghĩa là chùa có ánh sáng mặt trời chiếu rọi. Và chùa được xây dựng vào thời Lý Trần, lúc đó Phật giáo đã phát triển cực thịnh trên đất nước ta và trở thành quốc giáo. Bên trong chùa thì có hơn 30 pho tượng Phật được làm bằng gỗ, chạm trổ sơn son rất là tinh xảo, mang tính giá trị nghệ thuật cao. Và chùa xây dựng để thờ Phật theo phái Đại Thừa, một phái được thờ rất phổ biến ở miền Bắc nước ta. Nếu như trong miền Nam, thờ phổ biến là phái Tiểu Thừa. Phái Tiểu Thừa chỉ thờ một vị Phật lịch sử, đó là Phật Thích Ca Mâu Ni. Thì trái lại, phái Đại Thừa lại thờ kết hợp cả các vị Bồ Tát, các vị Thánh Thần, địa phương, quan công, thổ địa. Và đặc biệt là khi du nhập vào Việt Nam, Phật giáo Đại Thừa đã có sự kết hợp rất là chặt chẽ với tín ngưỡng bản địa. Người Việt đã kết hợp thờ cả các vị anh hùng dân tộc, các vị thần, các vị thành hoàng làng vốn được thờ trong miếu, trong các ngôi đình làng và Phật hóa để thờ ở trong chùa. Chính bởi sự kết hợp như vậy mà Phật giáo Đại Thừa đã trường tồn, phát triển cùng với lịch sử của dân tộc Việt Nam. Và đặc biệt, phía trước cửa chùa Thiên Quang còn có một cây vạn tuế. Cây vạn tuế này đặc biệt trước hết ở cái tuổi của cây vạn tuế. Theo như quan sát của những người chăm cây, thì cứ 2 năm cây vạn tuế sẽ ra một vòng lá. Căn cứ vào cái số vòng lá đó thì có thể đoán định được tuổi của cây vạn tuế này là hơn 700 năm. Và đặc biệt hơn nữa là tại gốc cây vạn tuế này, vào ngày 19 tháng 9 năm 1954, khi Chủ tịch Hồ Chí Minh lần đầu tiên về thăm Đền Hùng, thì Bác đã ngồi tại gốc cây vạn tuế để nói chuyện với hai đồng chí, đó là đồng chí Thanh Quảng, Chánh Văn phòng Quân ủy Trung ương, và đồng chí Song Hào, Chính ủy Đại đoàn Quân Tiên Phong. Hai đồng chí đã báo cáo với Bác về tình hình của Đại đoàn Quân Tiên Phong, đại đoàn được giao nhiệm vụ về tiếp quản thủ đô Hà Nội. Và Bác đã cùng với hai đồng chí bàn bạc về kế hoạch đưa đại đoàn quân về tiếp quản thủ đô. Như vậy thì tại chùa Thiên Quang, nơi thờ Phật theo phái Đại Thừa, ngày nay người Việt khi đến đây không chỉ là nơi tâm linh, thờ Phật, cầu bình an, mà còn là một dịp để tưởng nhớ tới Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam. Bởi tại gốc cây vạn tuế trước chùa Thiên Quang chính là nơi đã lưu giữ dấu chân của Bác trong hành trình dựng nước và giữ nước. Sau khi làm lễ tái Phật tại chùa xong thì quý khách sẽ hành hương hơn 100 bậc đá để lên tới đền Trung, ngôi đền thứ hai tại khu vực núi